Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá ngày 3 tháng 3 của Game Bóng Đá TV. Hãy cùng Game Bóng Đá TV điểm qua những tin tức bóng đá đáng chú ý trong buổi chiều hôm nay và những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý khác. Đừng quên dành ra một giây để đăng ký kênh và ủng hộ chúng tôi nhé. Messi đã chuyển đến PSG vào mùa hè năm ngoái từ Barcelona và vẫn chưa thực sự thành công khi chạy trên sân Parc des Princes. Cầu thủ người Argentina gia nhập đội bóng thành Paris với mức lương khổng lồ, khiến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Đó là cho đến khi mà Cristiano Ronaldo trở lại Manchester United vào mùa hè năm ngoái. ESPN đã coi tiền đạo người Bồ Đào Nha là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Tuy nhiên, tình hình của Mbappe tại PSG đang trở thành một trong những vấn đề được quan tâm, đặc biệt là khi câu lạc bộ muốn giữ chân cầu thủ người Pháp. Họ được cho là sẽ đưa ra mức lương cho cầu thủ này, khiến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong thế giới bóng đá đương đại. Theo El Nacional, viễn cảnh Mbappe xoán ngôi Messi để trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới bóng đá sẽ làm chướng mắt, từ đó gây ra mâu thuẫn với siêu sao người Argentina. Chủ tịch Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi đã ngụ ý rằng ông coi Mbappe là người cực kỳ quan trọng và được đánh giá cao nhất tại Paris. Sở dĩ Nasser nói như thế là để thách thức tiềm lực từ Real Madrid. Đội bóng đã theo đuổi sát sao Mbappe trong những năm trở lại đây và đã từng đưa ra lời đề nghị lên tới 180 triệu bảng cho cầu thủ chỉ còn một năm hợp đồng. Nasser sẽ làm Mbappe trở nên quan trọng hơn bao giờ hết bằng cách cung cấp cho Mbappe một thỏa thuận mới, bội thu và theo các nguồn tin, ông sẵn sàng chứng kiến Messi ra đi để giữ chân được Mbappe. Xét về khía cạnh đó, Mbappe là cầu thủ có phong độ tốt nhất của gã nhà giàu Ligue 1. Chắc chắn ở mùa giải này, tiền đạo đã ghi 24 bàn và đóng góp 17 pha kiến tạo trong 34 lần ra sân cho đội bóng thành Paris. Gần đây nhất, trong trận gặp Real Madrid, Mbappe đã ghi một bàn thắng solo tuyệt vời trong trận lượt đi UEFA Champions League trong giải đấu gần nhất hai đội gặp nhau. Đoàn quân huấn luyện viên Xavi vẫn còn cội đụng độ với những đội bóng xuất sắc trong một giải đấu đặc biệt khác. Barcelona nhiều khả năng sẽ được mời tham dự một giải đấu giao hữu tại Australia vào cuối mùa bóng năm nay. Giải đấu mà Barca được mời tham dự không giống như các giải giao hữu tiền mùa giải, mà nó diễn ra trong mùa giải năm nay và có ý nghĩa kết thúc mùa bóng ở châu Âu. Cụ thể, lịch thi đấu dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 23 đến 28 tháng 5. Với việc chỉ thi đấu tại La Liga và Europa League, Barca hoàn toàn có thể tham dự giải đấu ở Úc và kiếm về một khoản tiền không nhỏ. Trong khi đó, các đối thủ của gã khổng lồ xứ Catalan rất có thể là PSG và Man United. Tuy nhiên, khả năng hai đội bóng này có thể nhận lời thi đấu là không cao khi họ còn đang thi đấu tại Champions League, giải đấu kết thúc vào ngày 28 tháng 5. Trong hoàn cảnh cả PSG và MU đều không thể lọt vào đến trận đấu cuối cùng của Champions League, họ có thể sẽ tham dự giải đấu. Và khi ấy, những siêu sao như Ronaldo và Messi sẽ đụng độ và tạo nên những giải đấu rất đáng mong đợi. Barca đang nỗ lực mở cuộc đàm phán gia hạn với Araujo, nhưng mọi thứ nhanh chóng chìm vào bế tắc bởi họ không đáp ứng được nhu cầu của trung vệ người Uruguay. Nhật báo trên cho hay, Barca thậm chí không thể trả cho Araujo khoản phí 4 triệu euro mỗi năm, chưa bằng một nửa so với những gì mà Man United đưa ra. Chính vì lý do đó, họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất ngôi sao sáng giá nhất hàng thủ của mình lúc này. Kể từ đầu tháng 12, Aaron Wan-Bissaka chỉ đá chính 4 trận, trong khi Diogo Dalot hiện đang là lựa chọn số 1. Cầu thủ người Bồ Đào Nha là một trong những tia sáng hiếm hoi tại Old Trafford mùa này và đã nhanh chóng nhận được sự ưu ái của Rangnick. Dalot sắp được Man United gia hạn hợp đồng. Theo đó, cơ hội đá chính của Wan-Bissaka lại càng ít đi. Với tham vọng được lên tuyển, cầu thủ 24 tuổi này cần được ra sân thường xuyên và có thể tìm được cho mình một lối thoát vào mùa hè. Man United đang có ý định chiêu mộ tiền vệ Tchouaméni của AS Monaco. Vào mùa hè năm ngoái, Quỷ Đỏ cũng từng có những liên hệ với ngôi sao 21 tuổi nhưng không đạt được thỏa thuận. Tuyển thủ người Hà Lan đang thi đấu thăng hoa ở mùa giải này và thu hút được sự quan tâm của các ông lớn châu Âu. Lang đã ghi 6 bàn thắng và 11 pha kiến tạo chỉ sau 26 lần ra sân ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Hiện tại, báo cáo cho biết Club Brugge có thể muốn từ 35 đến 40 triệu euro cho Lang. David sẽ cung cấp cho Arsenal rất nhiều đặc điểm mà Mikel Arteta tìm kiếm ở một tiền đạo. Khả năng áp sát, kỹ năng dứt điểm, lối chơi liên kết, tất cả những điều đó đều có ở David. Tuy nhiên, anh ấy đã chơi phần lớn sự nghiệp của mình trong sơ đồ hai tiền đạo. Ở giai đoạn này, Arsenal đang có dự định chuyển David thành số 9 duy nhất hay sẽ chuyển đổi đội hình, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Cũng giống như Van Verde, Camavinga biết mình phải kiên nhẫn và nắm bắt cơ hội hiếm có bằng cả hai tay. Khác biệt duy nhất là Van Verde được ưu tiên hơn cầu thủ sinh năm 2002 vì thâm niên khoác áo Real Madrid. Điều này đồng nghĩa, nếu Ancelotti thay đổi, Van Verde sẽ là cái tên thay thế hàng đầu và Camavinga cần tiếp tục kiên nhẫn trên băng ghế dự bị. Truyền thông Trung Quốc còn đang vẽ ra viễn cảnh tệ nhất với đội tuyển nước nhà khi họ có thể bị đội tuyển Việt Nam vượt mặt và xếp bét bảng xếp hạng.
Ở bảng B hiện tại, đội tuyển Trung Quốc đang có được 5 điểm, chỉ hơn thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đúng 2 điểm. Đang nói là đội tuyển Việt Nam sẽ được tiếp đón đội tuyển Oman trên sân nhà Mỹ Đình và là lợi thế không nhỏ để có được chiến thắng. Sau trận thua trước Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc đang nhận rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ nước nhà. Huấn luyện viên Lee Seow-pyeong cũng đang lên kế hoạch cải tổ đội bóng với nhiều gương mặt mới. Vì thế dù hết cơ hội đi tiếp, nhưng hai trận đấu tới có ý nghĩa quan trọng với đội tuyển Trung Quốc. Như thông tin đã được chúng tôi đăng tải ở những bài viết trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn lột xác đội tuyển Việt Nam ở cả lối chơi lẫn nhân sự. Theo đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang cân nhắc triệu tập những cái tên mới cho đội tuyển quốc gia để có thể làm tới một làn gió mới cho đội tuyển nước nhà. Nguồn tin uy tín được chúng tôi cung cấp cho hay, huấn luyện viên Park đang muốn triệu tập cầu thủ tấn công của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng là Phan Văn Long lên đội tuyển quốc gia, người vừa có trận đấu tốt trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, huấn luyện viên Park ấn tượng với Phan Văn Long ở khoản xử lý bóng trong phạm vi hẹp. Vị chiến lược gia người Hàn đang muốn đội tuyển Việt Nam đa dạng hóa cách tiếp cận trận đấu và triển khai lối chơi. Trong đó, huấn luyện viên Park nêu cao vai trò của việc kiểm soát bóng. Chính vì lý do này, Phan Văn Long được cân nhắc để thử sức ở đội tuyển quốc gia. Nhắc đến Phan Văn Long, ngay lập tức người ta nhớ đến cú vẩy má ngoài điệu nghệ, na ná như pha ghi bàn của Dennis Bergkamp vào lưới Argentina tại tứ kết World Cup 1998. Cụ thể trong trận bán kết giải U19 Đông Nam Á 2014 giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar, từ cánh phải, Văn Long thoát xuống rồi tạo ra một cực phẩm ấn định chiến thắng 4-1 cho đội nhà. Tin bóng đá tối ngày 3 tháng 3 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.